Đây rồi. Bắt đi. Con xếp giòn to nhá. Con to nhất. Đấy đấy đấy, chuẩn chuẩn chuẩn. Đấy, đấy, đấy. Con này to lắm. Được được được, bắt con đấy. Ok ok rồi, được đấy, được đấy. Được. Đâu. Wow wow wow. Anh em ơi, con này theo anh em đánh giá bao nhiêu, con này nó phải mười mấy cân. Rồi vào. Wow. Wow, được chưa? Mấy con nở này, cười lên. Đây là bộ phận giết mổ. Chỉ nó cá đấy. To bằng cái chậu luôn nha. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực của nhà Ma Cẩn. Kính thưa các bạn, đã quá lâu rồi Ma Cẩn tôi hôm nay với lại có dịp gặp lại các bạn ở kênh nấu ăn. Thưa các bạn, trong thời gian vừa rồi tôi đã dồn tâm dồn sức để thành lập ra cái kênh Hội Chim Cảnh. Và tất nhiên làm được một kênh thì kênh kia sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đến bây giờ Hội Chim Cảnh đã có rất nhiều người đăng ký và phải nói là kênh thương hiệu rồi. Thì tôi bắt đầu quay trở lại để sản xuất tiếp những video liên quan đến ẩm thực nấu ăn. Và từ hôm nay tôi sẽ còn gặp lại các bạn liên tục trên sóng. Thưa các bạn, hôm nay đồng hành với tôi đây là hai chú chim. Hai chú chim, tôi rất nhiều chú chim nhưng mà tôi đưa hai chú chim ra đây để thêm phần hương vị cho những cái món ăn. Cho nó nâng cái tính hấp dẫn lên một chút. Và đây là một chú chim tôi rất yêu quý thưa các bạn. Nấu ăn nhưng mà tôi vẫn không quên để review các cái chú chim của tôi. Thưa các bạn, tôi có một kênh tên là Hội Chim Cảnh và mong các bạn hãy qua đó xem và ủng hộ kênh. Thưa các bạn, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay. Ở đây tôi có một chú chép giòn. Ở đây tôi có một chú chép giòn và thưa các bạn, món ăn mà hôm nay tôi giới thiệu với các bạn sau nhiều tháng. Sau nhiều tháng tôi đã chưa làm chương trình nấu ăn nào và hôm nay tôi dự định sẽ mang một món ăn đến với các bạn, đó chính là món chép giòn om nấm. Thưa các bạn, xin mời các bạn hãy cùng vào tôi tìm hiểu những cái gia vị liên quan đến cái món chép giòn om nấm. Và thưa các bạn, để chuẩn bị cái món chép giòn om nấm thì đây là một chú cá chép giòn ở bể vừa bắt lên, các bạn đã thấy chỗ nào. Đây là một chú chép giòn tầm độ khoảng 6-7 kg. Và cái công đoạn chế biến cá tôi sẽ làm sau và bây giờ tôi sẽ quay sang chi tiết cái phần gia vị để cho các bạn dễ hiểu hơn. Và thưa các bạn, để chuẩn bị cho cái gia vị món chép giòn om nấm thì mời các bạn hãy chuẩn bị cho tôi những gia vị và những nguyên liệu như sau. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho tôi đường, hạt tiêu, mì chính, hạt nêm, xì dầu, ớt cay, gừng băm, tỏi băm, hành tím băm và nấm hương. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho tôi ớt sừng, cần tỏi tây, cà chua và hành tây. Và thưa các bạn, đây là món chép giòn om nấm cho nên là các bạn hãy chuẩn bị cho tôi thật nhiều các loại nấm. Ở địa phương các bạn có nấm gì thì các bạn sử dụng nấm ý. Ở đây tôi sử dụng ít nhất là 3 loại nấm thưa các bạn. Còn tất nhiên ở địa phương các bạn có những đặc sản là nấm gì thì các bạn có thể cho tất cả vào, bởi vì nấm nào cũng ăn được miễn là nấm thưa các bạn. Và thưa các bạn, đầu tiên để làm cái món cá chép giòn om nấm thì việc trước tiên các bạn phải làm đó là gì? Sơ chế cá và cắt cá. Tôi sẽ làm chi tiết và không cắt cảnh. Đầu tiên các bạn phải xẻ em cá này ra. Đây là em chép giòn đã có đai có số nha các bạn nhá. Giòn xịn luôn nhá. Trước tiên chúng ta phải lấy cái phần xương sống ra. Một miếng, tiếp tục các bạn lật cái này cho tôi. Tròn nhỏ này. Tròn nhỏ 8, 7, vuông trắng. Chúng ta phải để nguyên xương, không cần thiết phải lặn ra. Bởi vì con cá này nó cũng thuộc cái dạng là xương to. Cho nên là chúng ta sẽ nhằn được cái xương của nó ra mà không ảnh hưởng gì thôi các bạn. Ok, như vậy là chúng ta đã lấy được cái hai cái phần miếng cá ra thì các bạn, ok chưa? Đây là chép giòn xịn và có đai luôn thì các bạn ăn giòn thật sật luôn. Còn cái phần này thì chúng ta có thể chúng ta bỏ, chúng ta nấu canh hoặc có thể ninh làm phần nước dùng hoặc có thể cho lẩu
tùy các bạn làm gì thì làm. Còn tôi thì tôi sẽ chỉ lấy một vài lát vào thôi. Thông thường nếu mà các bạn làm khoảng 2 món thì cái món này các bạn cho nên ninh su hào hợp lý hơn. Ok. Cái phần xương sườn này các bạn có thể lạn ra. Và chúng ta lạn nhớ là không nên lạn mỏng lắm. Chúng ta lạn hơi có thịt một chút để lát nữa chúng ta sẽ cho vào. Chúng ta sẽ om cùng với lại phần cá luôn nào. Bởi vì con cá này rất to cho nên nếu các bạn thái hết cái con cá này thì miếng nó sẽ rất to. Cho nên là tôi sẽ cắt bé cái miếng cá đi. Sẽ pha thành một khối. Ok, như vậy là gì? Ta đã có phần phi đê cá, phần này cực nạt luôn. Và đây là cái phần xương sườn của cá. Nhưng chúng ta cũng chặt ra. Chặt ra và chúng ta cho chúng ta ăn cùng luôn. Chứ chúng ta không sặt lọc sát quá. Nếu sát quá nó chỉ còn dơ cái xương thì cái phần thẩm mỹ cá nó sẽ không có thưa các bạn. Đây, chúng ta có thể chặt ra. Đó, các bạn có thể thấy là một miếng cá như này được phân bổ rất đều. Được phân bổ rất đều. Xương một chút và nạc cũng một chút. Ở cái phần này các bạn nên nhớ là cái phần xương chúng ta có thể chặt dày một chút. Nhưng cái phần thịt thì chúng ta thái có thể mỏng ra một chút. Và đây các bạn thấy là cái miếng nó chỉ như này thôi nếu vừa ăn. Còn nếu như các bạn để cả miếng cá nó sẽ dài ra như này đúng không nào. Và chúng ta ăn sẽ rất khó. Và các bạn sau khi các bạn đã chặt cá xong rồi thì chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thưa các bạn, giống cá nào cũng tanh và cá nào nó cũng còn ở trong này. Những cái thớ thịt vẫn đang dính máu và những cái nhớt nhớt nhèo nhèo vẫn còn bèo nhèo trong này. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải chuẩn bị cho tôi một chảo nước sôi được các bạn. Chuẩn bị một chảo nước sôi và để làm gì? Chúng ta sẽ trùng qua. Tôi sẽ bắt đầu đây. Ok. Các bạn hãy nhìn thấy miếng cá giòn, chân giòn đã xoăn tít lên rồi. Và chúng ta thấy cái màu nước nó ra rất đục đúng không nào? Thể hiện của cái sự bẩn và dơ. Và chúng ta nên nhớ là chỉ trần phớt qua thôi. Sau khi trần phớt qua thì các bạn làm gì? Chúng ta luôn chuẩn bị cho tôi. Ở đây là một xô nước lạnh. Đây các bạn, anh nhìn đây là một xô nước lạnh. Và chúng ta cho vào đấy. Cho đây. Và các bạn hãy xả cho nó đi hết cái nước bẩn này đi. Ok, sau đó chúng ta đổ đá. Xong rồi, như vậy là phần sơ biến cá. Sơ chế cá đã xong. Chúng ta chờ cá ráo nước và chuẩn bị làm thủ tục thôi. Và thưa các bạn, sau khi đã trần cá xong thì bây giờ đến lượt chúng ta sẽ tính toán cho cái đổ mạ ở trong cái đĩa lẩu này. Các bạn chuẩn bị cho tôi một khay inox hoặc là các bạn có nồi lẩu hay bất kể cái nồi gì, miễn là các bạn cảm thấy hợp với cái bữa ăn của gia đình nhà bạn. 3 suất, 4 suất hay 5 suất. Ở đây tôi làm cái đĩa này cho khoảng 4 suất ăn. Một nhà ta thường là 4 suất ăn. Và đây thưa các bạn, đây là các loại nấm. Đây là các loại nấm. Và ở đây tôi đã rửa sạch rồi. Tôi đã nói là ở nhà chúng ta có nấm gì thì chúng ta cho nấm ý vào đúng không nào. Ở đây chúng ta có gì? Cần tỏi tây, ớt dài, cà chua và hành tây. Và chúng ta sẽ làm các món ra sao? Nấm hương thì các bạn nhớ phải ngâm. Phải có nấm hương và các bạn phải ngâm đi nhá. Tôi sẽ thái lần lượt các cái gia vị hướng dẫn thật tỉ mỉ để cho các bạn làm. Hành tây thì chúng ta sẽ thái to ra. Chúng ta sẽ cho xuống dưới này. Tiếp theo cà chua. Cà chua thì chúng ta cũng bỏ muối cao. Tất cả những cái món ăn tôi hướng dẫn cho các bạn hoàn toàn đều rất chậm rãi và hết sức tỉ mỉ để cho các bạn cùng làm theo cho các bạn. Đây, vậy là khay ở dưới này chúng ta đã có từ này rồi. Để làm gì? Để cái này lát nữa chúng ta sẽ cho dưới. Vừa cái những cái vị thơm, vị ngọt ngấm lên và vừa đỡ làm cho cháy cá thưa các bạn. Tiếp đến, cần tỏi tây. Cần tỏi tây, chúng ta sẽ lấy những cái phần cọng chúng ta thái ra và để lại cái phần ngọn để lát nữa làm gì? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau. Và bây giờ tôi sẽ lấy một số các cái phần cọng này. Một số các phần cọng này ném xuống dưới luôn. Đó là cần tây. Và đây là tỏi tây thưa các bạn. Cá là phải có cái cần tỏi tây này, ăn nó sẽ rất thơm và nó dậy mùi. Ok.
Sau khi thưa các bạn, sau khi cá đã xong và gia vị đã xong thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tiến hành làm phần nước dùng. Trước tiên các bạn cho một chút dầu ăn vào. Đây là phần gừng băm, ớt cay băm, tỏi băm. Và đây là hành băm chúng ta sẽ phi hết đây. Ok. Sau đó chúng ta sẽ cho nước vào. Chúng ta sẽ cho một lượng nước nhất định, vừa đủ với lại cái máng om của chúng ta thôi. Đây tôi sẽ cho thằng này, ok rồi. Các bạn cho nấm hương vào. Tiếp theo gia vị. Tiêu, tùy theo các bạn ăn cay hoặc không cay. Tôi sẽ cho theo định lượng của tôi. Tôi sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng to thôi các bạn. Tôi sẽ cho đây mì chính. Tất cả các gia vị các bạn tự ước lượng, bởi vì cái số lượng nước và cái số lượng gia vị các bạn không nắm được, cho nên là nó sẽ rất khác nhau. Cho nên là tôi sẽ cho theo định lượng của riêng tôi. Đường. Và cuối cùng là thứ không thể thiếu được món để làm nên cái hương vị món chép giòn nấm, đó chính là xì dầu thôi các bạn. Tôi sẽ cho khoảng nửa bát con xì dầu. Chúng ta đun sôi lên. Đây lúc này các bạn thấy sau, ngay sau khi cho xì dầu vào thì nước đã chuyển sang màu đen kịt rồi. Và các bạn sau khi cho cái gia vị vào thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần đun khoảng 5 phút. 5 phút này để cho cái nấm hương nó ra hết cái chất của nó và các gia vị nó quyện vào nhau. Và trong khi chờ nó quyện vào nhau thì chúng ta sẽ trình bày đĩa cá thôi. Và thưa toàn thể các bạn, như vậy là cái món ăn chúng ta đã sơ chế xong rồi. Và các bạn, chúng ta có nhìn thấy ở dưới này, đây là tất cả các cái loại gia vị và các loại nguyên liệu đã nằm ở đây rồi. Và bây giờ tôi sẽ ráp chúng lại với nhau để nó làm thế nào cho cái món ăn chúng ta nó thật là hợp lý và thật là đẹp mắt. Ở đây chúng ta có cá này, đây là cần tải tây, vài bông hoa, đây là gừng ớt thái chỉ, đây là các loại nấm, và đây là cần tỏi tây, hành tây và cà chua. Bây giờ tôi sẽ làm thế nào để cho cái đĩa này nó thật là rộng thưa các bạn? Rất đơn giản thôi. Tôi nhắc lại là các bạn có thể chuẩn bị một cái khay như này, hoặc các bạn có thể chuẩn bị một cái nồi hoặc bất cứ một cái gì mà các bạn đun được thì các bạn làm. Đầu tiên tôi sẽ cho vào đây một chút nấm. Tôi sẽ làm thật tỉ mỉ và tôi sẽ không cắt cảnh ở đoạn này để cho các bạn ở gia đình chúng ta ai cũng phải nói là cái chép giòn, ai bây giờ cũng mua cái chép giòn ở chợ rồi, rất dễ. Và các loại nấm và các loại gia vị trang trí không thiếu, nhưng các bạn thiếu đó là cái cách làm, và tôi thì luôn có cách làm. Đây là nấm hải sản và đây là nấm kim, các bạn để dàn đây. Đó, dàn xuống đây. Cá om nấm là chúng ta phải được thưởng thức nhiều loại nấm một lúc. Và sau đó cái nấm nó phải nấm vào cái cá thì nó mới gọi là gì? Cá om nấm, và phải đặc trưng hương vị nấm. Như vậy là gì? Các loại nấm chúng ta đã lát ở dưới đây rồi. Bây giờ cho cá. Thì tôi sẽ nhặt những cái miếng cá nào thật xấu nhất thì tôi cho xuống dưới, và những cái miếng cá đẹp sẽ ở trên. Lúc nào phải khéo sắp xếp một chút, nhiều bố mà bố ấy bóc cả xương cả đầu lẫn lộn, thì cuối cùng là cái đĩa cá nhìn nó rất đẹp, đúng không nào? Tính thẩm mỹ nó không có. Đây tôi có thể xếp một chút. Cái cá chúng ta trần qua nó cũng đã chín được khoảng 70% rồi, và nhiệm vụ còn lại của nó thì rất đơn giản thôi. Các bạn đun bốc lửa lên và cái hơi nước sẽ ngấm lên đây, sẽ bốc lên đây, nó sẽ làm nóng và nó sẽ chín cá. Các bạn nhìn thấy cái đĩa cá lúc này nó đã gồ lên, nhưng chúng ta đừng nghĩ là nó sẽ gồ mãi. Khi chúng ta đun lên, cái nấm này sẽ lập tức xẹp xuống, cái hành tây, cái cà chua cũng sẽ lập tức xẹp xuống, và cái cá nó sẽ chìm xuống dưới. Cho nên lúc chúng ta cho nước, chúng ta sẽ cho thật vừa vặn thôi, không được cho nhiều nữa các bạn. Sau khi đun lên, cái này nó sẽ sụt xuống, đúng không nào? Và đây là nấm xòe, tôi sẽ cắm một chút nấm xòe ở đây. Đó, chúng ta điểm ở đây. Trong khi ăn thì các bạn có thể bổ sung thêm nấm hoặc các loại gia vị khác vào, tùy thích, tùy sở thích của các bạn. Đó.
Đó. Như vậy là gì? Cái phần phần thô đã xong. Bây giờ đây là cái cần tẩy tay các bạn, đây là cái cần tẩy tay. Lúc nãy tôi đã thái cái tôi đã lấy đi cái phần gốc rồi, còn phần ngọn chúng ta làm gì? Phần ngọn tôi sẽ lấy một số ngọn và tôi sẽ cắm vào đây. Các bạn cứ từ từ rồi chúng ta sẽ thấy cái sự hợp lý của nó. Đây, tôi sẽ đắp mộ cục tình vào đây. Đây, nó sẽ là cái phần chủ đạo của chỗ này. Chúng ta sẽ để bông hoa vào. Cái con cá thì nhà ấy cũng có cả. Thế nhưng mà các bạn có biết làm hay không lại là một chuyện khác. Đây cũng cùng một con cá và sau khi tôi làm lên chắc chắn làm nữa các bạn sẽ đợi xem sẽ có cái tính hấp dẫn đấy. Đây các bạn để một bông hoa vào đây và một bông hoa vào bên này. Ok. Và đây là cái dùng nước thái chỉ. Thái chỉ xong các bạn ngâm vào nước và bây giờ tôi sẽ rắc cho nó loáng thoáng vào đấy. Đó, nó phải đeo trên cái cành này. Wow. Xong rồi đấy. Và thưa các bạn, đây là thành quả của tôi. Và tôi muốn quay thật sát để cho các bạn xem. Đây các bạn có thể thấy, cùng là một chú cá thôi, nhưng mà sau khi chế biến lên thì nó đã có hình dạng như thế này. Một đĩa cá om nấm hết sức hợp lý và ngon lành đúng không nào. Đây các bạn hãy chiêm ngưỡng đi. Các loại nấm suất ăn cho 4 người thế này là quá lý tưởng rồi. Và con cá lúc nãy các bạn đừng nghĩ là tôi làm hết nhá, tôi chỉ làm một góc thôi bởi vì nó rất to. Và các bạn, sau khi cá đã xong thì chúng ta làm gì? Chuẩn bị bắt lửa lên và chiến đấu thôi. Đây, tôi có một cái bếp cồn và tôi sẽ cho vào đây một phát diệp, ok. Chúng ta đã bếp lên. Như vậy là đã ok rồi đấy. Tiếp theo đây là phần nước sắc. Tôi sẽ cho vào đây. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ cho vừa vặn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nấm này và cái hành tây này sau khi đun nó sẽ xẹp xuống và cái phần nước nó sẽ phè lên, cho nên chúng ta chỉ cho vừa vặn thôi. Cái cá sẽ chìm xuống thưa các bạn. Ok. Như vậy là đã bốc khói rồi đấy. Và các bạn, lúc này cá đã bốc khói rồi và tôi sẽ đặt vào đây một chú chim yêu của tôi. Thưa các bạn, như vậy là món chép giòn om nấm đã được hoàn thành xong và tôi cùng với chú chim yêu của tôi xin cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc các bạn thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hãy để ý xem những cái video của tô vén chim ba bác gần tôi sẽ còn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.